quý vị, sau thông tin quy hoạch hai bên sông Hồng được tái khởi động, bất động sản khu Đông bật dậy mạnh mẽ. Lượng nhà đầu tư sân bất động sản khu vực này tăng mạnh, khiến giá thiết lập mặt bằng mới. Tại phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, từ khi có thông tin về dự án quy hoạch đô thị sông Hồng và khu vực phố Bắc Cầu sẽ sớm thành khu dân cư hiện hữu, không thuộc diện phải di dời, giá đất ở đây lại tăng mạnh. Còn tại Gia Lâm, giá nhà đất bình quân dao động trong khoảng từ 15 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy từng khu vực cũng như vị trí. Ở khu vực Đa Tốn, Kiều Kỵ, Dương Xá, Đặng Xá, Châu Quỳ, đất được giao dịch ở ngưỡng từ 50 đến 60 triệu đồng. Thậm chí một số vị trí mặt đường giao bán trong khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng. Tương tự tình hình ở Long Biên, giá đất Đông Anh cũng tăng từ 15 đến 20%. Đơn cử tại xã Hải Bối, đất thổ cư ghi nhận mức tăng từ 20 đến 30 triệu đồng một mét vuông, lên ngưỡng từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Cùng với quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, theo quy hoạch chung của thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, ngoài các cây cầu hiện hữu như Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng trong tương lai.